Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chiều ngày Sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên là Maria đi viếng mộ. Thình lình, đất rung chuyển dữ dội. Thiên thần Chúa từ trời xuống đến lăn tảng đá ra rồi ngồi lên trên. Diện mạo người như ánh chớp và y phục trắng như tuyết. Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: Này các bà đừng sợ. Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây vì người đã trỗi dậy như người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ người đã nằm, rồi mau về nói với môn đệ người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và người đi Galilê trước các ông. Ở đó các ông sẽ được thấy người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay. Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: Chào chị em. Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lạy người. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các bà: Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy Thầy ở đó. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, đêm vọng phục sinh thường là khá dài và cũng có nhiều nghi thức. Ngay cả các linh mục vẫn cử hành. Thế nhưng mà năm nào trước khi cử hành lễ vọng phục sinh cũng phải xem qua các nghi thức. Bởi vì nếu mà không có xem trước thì dễ bị quên, hoặc là dễ lẫn từ phần này qua phần khác. Đêm nay khi giáo hội công bố tin mừng phục sinh thì giáo hội dùng những hình ảnh và những biểu tượng mang tính cách đặc trưng để diễn tả mầu nhiệm phục sinh. Thứ nhất, đó là giáo hội dùng ánh sáng. Ngay từ ban đầu khi chúng ta cử hành thì nghi thức đầu tiên đó là làm phép lửa và rước nến phục sinh. Khi mà làm phép lửa và rước nến phục sinh thì toàn thể nhà thờ chìm trong bóng tối. Bóng tối bao phủ. Thế nhưng ngọn nến phục sinh được thắp lên thì bóng tối bị đẩy lùi. Nơi nào có ánh sáng thì ở đó bóng tối sẽ bị đẩy lùi. Cho nên có một vị thánh nói rằng bóng tối bao phủ là bởi vì ở đó thiếu ánh sáng. Đức Kitô chính là ánh sáng chiếu soi cho thế gian này. Thế gian đang bị bóng tối của tội lỗi và sự chết bao phủ. Đức Kitô phục sinh chiếu sáng cho thế gian. Cho nên các thánh sử mới nói Đức Kitô là ánh sáng. Và khi mà ngọn nến phục sinh rước tới đâu, chúng ta lấy ngọn nến của mình để thắp từ ngọn nến phục sinh, muốn diễn tả rằng niềm tin của chúng ta, sức sống của chúng ta, ánh sáng của chúng ta, tương lai của chúng ta được bắt nguồn từ chính Thiên Chúa và đặc biệt ở nơi Đức Giêsu Kitô. Bước theo Chúa Kitô,
chúng ta bước đi trong ánh sáng. Yếu tố thứ hai đó là lời. Ánh sáng rồi đến lời. Công bố tin mừng phục sinh bằng lời, rồi các bài đọc sách thánh hôm nay cũng bằng lời. Bình thường chúng ta chỉ có ba bài đọc: một bài cựu ước, một bài tân ước và bài tin mừng. Hoặc là trong một phục sinh thì đọc hai bài tân ước và bài tin mừng. Thế nhưng mà đêm nay thì giáo hội đề nghị chúng ta đọc tới 9 bài, 7 bài cựu ước, trong đó có hai bài sách sáng thế, một bài sách xuất hành, hai bài sách ngôn sứ Isaiah, một bài sách ngôn sứ Baruch và bài sách ngôn sứ Ezekiel. Hai bài tân ước đó là bài thánh thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma và tin mừng theo Thánh Matthew. Chúng ta thường hay thấy quy cha lược bớt những cái bài đọc cựu ước. Thế nhưng mà tôi thì tôi lại muốn đọc tất cả những bài sách thánh. Lý do là bởi vì trong đêm vọng phục sinh này, phần chính yếu của việc công bố tin mừng phục sinh đó là các bài sách thánh. Chỉ khi mà hoàn cảnh đòi buộc thì bây giờ mới rút gọn các bài đọc sách thánh để giữ lại một số bài căn bản. Thế nhưng mà tôi thì tôi muốn đọc hết các bài sách thánh mà giáo hội đề nghị. Bởi vì khi mà giáo hội đề nghị cho chúng ta nghe đọc các bài sách thánh thì không phải là để lấy lý do kéo dài thánh lễ cho long trọng, mà cái mục đích ở đây là để chúng ta đi lại cái chặng đường của ơn cứu độ mà Thiên Chúa thực hiện trên thế gian này. Khởi đầu sách sáng thế với trình thuật sáng tạo. Từ hư vô, Thiên Chúa làm cho hiện hữu. Và rồi cùng với thời gian thì công trình sáng tạo bị vấy bẩn vì tội lỗi của con người. Đặc biệt là khi mà Adam và Eva nghe con rắn nó cám dỗ. Và cứ như thế từng bước qua từng giai đoạn, qua từng thời kỳ với những con người đặc biệt, Thiên Chúa thực hiện một chương trình, một kế hoạch mà chúng ta gọi là chương trình cứu độ. Và chương trình đó được hoàn thành ở nơi Đức Giêsu Kitô. Bài đọc thứ nhất nói về công trình sáng tạo. Bài cuối cùng là bài tin mừng theo Thánh Matthew nói về một công trình sáng tạo mới. Đó là khi mà Chúa Kitô phục sinh thì làm cho công trình sáng tạo của Thiên Chúa đã bị hoen ố bởi tội lỗi được trở nên tinh sạch và trở nên tình trạng nguyên thủy. Cho nên nếu chúng ta lắng nghe và để ý các bài đọc sách thánh thì dẫn chúng ta đến và đi theo một chương trình cứu độ. Lời luôn có giá trị trong việc mặc khải, hướng dẫn và trình bày ý định của Thiên Chúa. Yếu tố thứ ba mà giáo hội sử dụng trong đêm vọng phục sinh này đó là nước. Ngay sau đây chúng ta sẽ cử hành nghi thức làm phép nước và rảy nước thánh trên mình chúng ta. Nước là nguyên ủy của sự sống. Nước đồng thời cũng có giá trị tẩy sạch. Khi mà giáo hội dùng nước để công bố tin mừng phục sinh thì giáo hội muốn nói rằng Thiên Chúa là nguồn của sự sống. Và khi mà chúng ta ở trong Chúa, chúng ta ở trong sự sống. Chúng ta còn được tẩy rửa khỏi mọi nhơ uế của tội lỗi và của thế gian. Và khi nói đến nước thì chúng ta còn nói đến một tương lai. Khi mà Ezekiel nói đến một cái dòng sông mà ở đó hai bên mọc lên đủ mọi thứ cây ăn trái, ra hoa, ra quả đúng mùa. Muốn nói lên chúng ta ở trong Chúa, chúng ta cũng sinh hoa trái như cây có nước vậy. Giáo hội không chỉ công bố tin mừng phục sinh mà giáo hội còn muốn chúng ta được phục sinh với Chúa Kitô. Khi mà dâng lễ thiếu nhi, tôi thường hỏi rằng chúng con có muốn được sống lại với Chúa không?
Tất cả đứa nào cũng giơ tay hết. Câu hỏi tiếp theo, thế thì chúng con có sẵn sàng chết để được sống lại không? Thì đứa nào cũng lắc đầu. Để phục sinh thì phải trải qua cái chết. Nhưng mà chúng ta không đợi cho đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay mới phục sinh. Mà như Thánh Phaolô diễn tả trong bài Thánh Thư, chúng ta chết với Đức Kitô để được sống lại với Người. Chết ở đây đó là chết cho tội lỗi, chết cho những đam mê, những tính xấu và con người xấu của chúng ta. Nếu như chúng ta là con người thường hay để ý, soi mói và đem lại điều xấu cho người khác, chúng ta loại bỏ cái điều đó ra nhờ ơn Chúa qua việc cử hành mùa chay, sám hối và đón nhận những soi sáng của Chúa, để rồi mình thay đổi cuộc sống, đó là việc chúng ta được phục sinh. Nếu mà chúng ta đang đam mê với những cái thói quen xấu, với những cái điều xấu, mà chúng ta loại bỏ nó để trở nên một con người có ích, một con người tốt lành, một gương sáng, thì chúng ta đang phục sinh với Chúa. Và đó là điều mà giáo hội mời gọi chúng ta trong đêm vọng phục sinh và trong mùa phục sinh này. Nếu chúng ta chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ sống lại với Ngài. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để mỗi người chúng ta luôn biết tạ ơn Chúa, luôn biết bước theo Chúa là ánh sáng dọn đường cho ta đi, luôn biết ở trong Chúa để nhờ Chúa chúng ta được nuôi dưỡng, để nhờ Chúa chúng ta được sinh hoa kết quả. Và khi chúng ta có Chúa, chúng ta sẽ được phục sinh cùng với Ngài. Chúa gì được như vậy.